Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Tổng Hợp của mình. Thì ở video hôm nay tiếp tục sử dụng cái phần mềm mô phỏng của công ty DKS, mình sẽ cùng các bạn đi mô phỏng một cái mạch điện, chạy mô phỏng một mạch điện sử dụng 5 con dơ le thời gian đó, để mình điều khiển một cái hệ thống khí nén như sau. Nó sẽ gồm 3 con xi lanh số 1 được điều khiển bởi van điện từ V1 đó, xi lanh số 2 được điều khiển bởi van điện từ V2, xi lanh số 3 được điều khiển bởi van điện từ V3. Thì nguyên lý hoạt động của cái hệ thống này như sau: khi ấn nút on thì cuộn hút của van điện từ V1 có điện, nó sẽ cấp khí cho xi lanh số 1 đẩy sản phẩm vào vị trí. Sau 5 giây thì cuộn hút của van điện từ V2 có điện, nó sẽ cấp khí cho xi lanh số 2 kẹp vào giữ sản phẩm. Và sau 5 giây tiếp theo thì cuộn hút của van điện từ V3 có điện, van điện từ V3 cấp khí cho xi lanh số 3 ép xuống, ép sản phẩm. Cái xi lanh số 3 này sẽ ép sản phẩm trong vòng 5 giây. Sau đó cuộn hút của van điện từ V3 mất điện, xi lanh số 3 sẽ thu về. Tiếp theo sau 5 giây sau, cuộn hút của van điện từ V2 mất điện, xi lanh số 2 mở ra. Sau 5 giây tiếp theo thì cuộn hút của van điện từ V1 mất điện, xi lanh số 1 sẽ được thu về, kéo sản phẩm đã ép ra ngoài. Quá trình hoạt động kết thúc. Lúc này thì người vận hành máy sẽ nhặt sản phẩm đã ép ra ngoài và đưa phôi mới vào, sau đó sẽ tiếp tục ấn nút on. Quá trình sẽ tiếp tục hoạt động. Ở trong cái quá trình hoạt động ấy, ví dụ khi mà đưa phôi vào mà bị rơi phôi hoặc bị lệch, gặp sự cố nào đó thì chúng ta sẽ ấn nút dừng, nút stop này. Cái nút này là cái nút duy trì. Thì bây giờ mình sẽ chạy mô phỏng cho các bạn xem. Đây là cái bình nén khí này. Ấn nút on này. Đó. Xi lanh số 1 đẩy vào, đẩy sản phẩm vào vị trí. Sau 5 giây thì xi lanh số 2 kẹp sản phẩm. Sau 5 giây tiếp theo thì xi lanh số 3 ép xuống, ép sản phẩm. Ép trong vòng 5 giây sau thì xi lanh số 3 nâng lên. Sau 5 giây thì xi lanh số 2 mở ra. Tiếp theo sau 5 giây thì xi lanh số 1 sẽ thu về, kéo sản phẩm đã ép ra ngoài. Quá trình hoạt động kết thúc. Và khi đã muốn có hệ thống hoạt động trở lại thì phải ấn nút on. Đó, các bạn quan sát. Đó. Các xi lanh hoạt động rất là nhịp nhàng các bạn. Trong quá trình hoạt động mà có gặp sự cố thì ta sẽ ấn nút stop này. Đó. Hệ thống sẽ dừng, các xi lanh sẽ thu về vị trí ban đầu. Và khi muốn ấn lại thì mình phải mở cái nút stop này ra các bạn nhé. Đó, các bạn xoáy theo cái chiều mũi tên là nó sẽ mở ra. Thì lúc này mình mới bắt đầu hoạt động được lại hệ thống.
Mình sẽ cho nó hiển thị lên cái sơ đồ nguyên lý cho bạn nắm được cái nguyên lý hoạt động của từng thiết bị. Thì về dây le thời gian thì chắc các bạn là khá quen thuộc rồi. Chân số 2 và chân số 7 là chân cấp điện. 8-5 là thường đóng mở chậm, 8-6 là thường mở đóng chậm. 1-3 là thường mở, 1-4 là thường đóng. Đó, các bạn quan sát cái van điện từ này. Nó có cái ti ở giữa các bạn nhá. Cái dòng khí là cái dòng hiển thị màu xanh này. Đó, chuẩn bị nó mất điện thì cái ti nó sẽ đẩy xuống. Đó, đầu ra của van mất điện, à mất khí. Thì cái phần mềm này thể hiện khá là chi tiết. Đó, nhìn vào cái sơ đồ nguyên lý này thì các bạn có thể hiểu rõ được cái nguyên lý hoạt động của cái van điện từ này. Các bạn cũng quan sát những cái tiếp điểm của dây le thời gian nó sẽ đảo trạng thái ấy ạ. Một ba một bốn là cái tiếp điểm thường, khi dây le thời gian được cấp điện thì nó đã sẽ đảo trạng thái luôn. Chân số 8-5 và 8-6 là những cái cặp tiếp điểm thời gian, sau khi dây le đếm hết cái thời gian mình đặt trên dây le thì nó mới đảo trạng thái. Phần mềm mô phỏng được thể hiện khá là rõ. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái sơ đồ nguyên lý của mạch điện. Thì đây là cái sơ đồ nguyên lý của mạch điều khiển. Mạch điện V1, V2, V3 là cái cuộn hút của van điện từ. Năm con dây le thời gian T1, T2, T3, T4, T5 và các tiếp điểm của dây le thời gian. Thì ở đây mình đã đánh dấu những cái số chân khá là chi tiết. Các bạn cứ đấu đúng theo cái số chân mà mình ghi trên sơ đồ là mạch sẽ hoạt động. Các bạn xem mà không có chỗ nào không hiểu thì để lại những bình luận ở phía dưới video, mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chạy lại một lượt nữa cho các bạn xem nhé. Ấn nút on này. Đó. Các bạn quan sát nhé. Cái đường cấp khí thì khi có khí nó sẽ chuyển sang màu xanh. Còn những cái đường điện ấy, thì khi đường nào có điện nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Mình chắc cũng xin dừng video tại đây. Các bạn xem video mà có chỗ nào không hiểu hoặc có gì góp ý cho mình thì hãy để lại những bình luận ở phía dưới video. Các bạn xem video thấy hay mà có ích thì nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.